Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời tiết đô thị ngày mùng 3 tháng 12 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Bắc Bộ nằm trọn trong khối không khí lạnh có bản chất từ lục địa nên lạnh và khô, độ ẩm thấp. Do đó trên toàn khu vực Bắc Bộ là tiết trời phổ biến không mưa, ban ngày còn nắng nhẹ với mức nhiệt cao nhất vào buổi trưa chiều dao động từ 20 cho đến 23 độ. Riêng khu vực Tây Bắc có nơi từ 23 cho đến 26 độ. Tuy nhiên về cuối ngày thì nắng tắt, nhiệt độ lại giảm nhanh càng về đêm nhiệt độ càng giảm mạnh cảm giác rét tăng lên với mức nhiệt thấp nhất khoảng tối muộn và đêm nay chỉ từ 12 cho đến 15 độ vùng núi dưới 12 độ khu vực núi cao trở bớt giá với nhiệt độ dưới 10 độ tại khu vực miền trung ngoại trừ các tỉnh thanh hóa nghệ an cũng phổ biến thời tiết ít mưa ban đêm trời rét còn lại các tỉnh từ hà tĩnh trở vào cho đến khánh hòa do chịu ảnh hưởng của hình thế thời tiết không khí lạnh kết hợp với yếu tố địa hình đón gió nên khu vực tiếp tục có mưa xuất hiện có nơi mưa vừa đến mưa to. Do ảnh hưởng của không khí lạnh và có mưa nên nhiệt không tăng cao, phía bắc trời rét với nhiệt độ trong ngày dao động từ 16 cho đến 22 độ và khoảng 18 cho đến 25 độ tại phía nam khu vực. Riêng khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận, nhiệt độ cao hơn khoảng 2 cho đến 4 độ. Khu vực Tây Nguyên do sự suy yếu của nhiễu động gió đông và không còn hình thế gây mưa nên thời tiết quay về trạng thái ổn định hơn. Cụ thể, tại Tây Nguyên vào ban ngày trời có nắng, khô giáo trở lại và nhiệt độ trưa chiều vào khoảng từ 26 cho đến 29 độ. Về chiều tối và đêm, nhiệt độ giảm xuống ở mức khoảng 17 cho đến 20 độ. Riêng Đà Lạt có thể xuống đến ngưỡng 14 cho đến 16 độ, trời rét. Tương tự vậy tại Nam Bộ, thời tiết cũng ít mưa, trưa chiều trời nắng giáo với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến ở khoảng 30 cho đến 33 độ và chiều tối và đêm Tiết trời khá mát mẻ với nhiệt độ giảm dần xuống mức thấp nhất khoảng 22 cho đến 25 độ phía Bắc miền Đông có nơi dưới 22 độ, tiết trời xe lạnh. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết tại các tỉnh thành thuộc phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội đêm và sáng trời khá rét với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 15 cho đến 17 độ. Đến thời điểm ban ngày, trời giảm mây, còn nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể lên đến ngưỡng 20 cho đến 22 độ. Mặc dù thời tiết không mưa và ổn định nhưng nhiệt độ khá thấp vào đêm và sáng sớm, nên quý vị nhớ mặc đủ ấm và hạn chế lưu thông vào đêm muộn. Thành phố Hải Phòng thời tiết phổ biến không mưa, nhiệt độ trong ngày dao động ở khoảng 15 cho đến 22 độ, trời rét, đặc biệt vào thời điểm đêm và sáng sớm. Ngoài ra, tại vùng biển ngoài khơi có gió đông bắc hoạt động mạnh, gây biển động nên sẽ làm ảnh hưởng phần nào đến các hoạt động hàng hải tại thành phố cảng. Tại thành phố Vinh, do không khí lạnh đẩy sâu xuống phía nam nên trời còn nhiều mây và nhiệt độ cũng không quá cao. Đêm và sáng trở rét với nhiệt độ trong khoảng từ 15 cho đến 17 độ. Bên cạnh đó, ngoài khơi xa vùng biển Bắc và giữa biển Đông vẫn duy trì gió đông bắc mạnh nên tàu thuyền hạn chế ra khơi đánh bắt xa bờ để đề phòng tối đa những rủi ro có thể xảy ra thuộc khu vực Trung Trung Bộ, thành phố Đà Nẵng trong ngày hôm nay sẽ tiếp tục có mưa, nhưng lượng mưa không quá lớn, chỉ khoảng từ 5 cho đến 15 mm trong ngày. Tuy nhiên cũng sẽ gây cản trở không nhỏ đến các hoạt động dân sinh cũng như du lịch của thành phố. Dự báo trong ngày và đêm nay, trời vẫn nhiều mây, có mưa, nền nhiệt cao nhất ngày dao động xung quanh ngưỡng từ 25 cho đến 27 độ. Về chiều tối về đêm trời hơi se lạnh với mức nhiệt vào khoảng 21 cho đến 23 độ nên quý vị và các bạn hãy lưu ý mang các vật dụng che mưa và trang bị thêm cho mình một chiếc áo khoác để tránh bị cảm lạnh. Thuộc khu vực Tây Nguyên, thành phố Buôn Ma Thuột trong 24 giờ tới phổ biến kiểu thời tiết ít mưa và độ ẩm giảm thấp vào thời điểm trưa chiều. Do sự khuếch tán của không khí lạnh từ phía Bắc nên nhiệt độ vào thời điểm đêm và sáng sớm có xu hướng giảm hơn so với vài ngày trước và dao động trong khoảng từ 18 cho đến 20 độ. Ban ngày trời có nắng nhưng không mạnh nên nhiệt độ chỉ ở khoảng 25 cho đến 28 độ. Cùng chung đặc điểm của khu vực phía Nam nên tại thành phố Hồ Chí Minh trong hôm nay và những ngày tới sẽ duy trì trạng thái thời tiết ổn định, phổ biến không mưa, ban ngày trời khô ráo, nắng nhiều với nhiệt độ dao động xung quanh ngưỡng 32 độ. Từ chiều tối đến đêm, nhiệt độ có thể giảm xuống ngưỡng từ 23 cho đến 25 độ, tiết trời mát mẻ, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết đô thị hôm nay. Xin chào và chúc quý vị có một ngày mới tốt lành.